Thưa quý vị, trước khi tiếp tục những bài báo khác thì chúng tôi có một cái mẫu chuyện nho nhỏ, nó cũng ngộ ngộ nhưng mà nó cũng phản ánh được cái xã hội Việt Nam trên Internet. Nó nói như thế này: anh Michael, không biết là biết rõ là anh Michael nhé, là người Bỉ du lịch Việt Nam, khi mà anh về nước, anh tuyên bố là trên anh tuyên bố trên Facebook là đã phát hiện được một nhóm thanh niên Việt Nam ăn thịt người. À, mà cái này thì chuyện xảy ra ngoài ngoài Bắc, bởi vì cái ngôn ngữ mà sử dụng đó, ngôn từ là ngoài miền Bắc. Cụ thể là như thế này: anh qua du lịch Việt Nam và anh biết tiếng Việt nha. Đó là một nhóm thanh niên đang ngồi trong quán trà đá ven đường, khi có một cô gái đi ngang đó, mặc váy ngắn nha, gió nó thổi, xin lỗi quý vị, gió thổi váy tóc quay lên, tóc váy lên, thì mấy thanh niên nó ồ sao ngon thế. Thì anh nên nghĩ chả, nó chỉ có ăn thịt người nó mới bảo em ngon thôi. ngon. Thì trước đó đó thì anh còn gặp cái trường hợp này nữa, những người đó không tưởng anh là không biết tiếng Việt, anh mới kêu xe ôm cho anh đi, thì mấy thanh niên nói: anh trai, thịt thằng Tây này đi nhá. Anh về anh biết trên Facebook là ở Việt Nam, ngoài miền Bắc Việt Nam có một nhóm thanh niên chuyên ăn thịt người. Xin ngon quá phải không? Xin ngon ngon quá, quá. Còn nên anh mới về ngồi lên xe này, anh trai, thịt thằng Tây đi đi nhá. Thì Tây. Nhân cái chuyện này bây giờ chú xin kể cho cháu, nếu mà cháu yêu cầu, là có cái chuyện là người ta kể chuyện hồi trước cái thời mà Cương Hào Ác Bá đó, cái thời mà người dân phải bị sống bị đè đầu cởi cổ bị bóc lột, nghĩa là các quan chức là ăn trên đầu trên cổ nhân dân đó, chứ thời buổi bây giờ thì không có, bởi vì đảng và nhà nước lúc nào cũng lo cho dân. Cái chuyện là chuyện xưa thôi nha. Thì có một cô gái bán phấn buôn hương bị bắt đem ra huyện đường để mà xử. Thì tình tiết thì nó nhiều mà chúng tôi chỉ tóm gọn như vậy. Thì quan huyện mới đập bàn nói là: ngươi có biết, ngươi đã làm một cái công chuyện dơ bẩn, đồi bại và xấu xa hay không? Thì cái cô này cổ nói: dạ bẩm quan, con nghĩ đó, cái việc của con đó thì nó chỉ là công bằng thôi. Công bằng là thế nào? Công việc của con là thuận mua vừa bán, và con có người mua thì con mới bán, và con bán cái mà của con có, chứ con không có bán cái của người khác. Như thế thì con đâu có tội. Nếu mà so ra đó, có những người ăn trên đầu trên cổ người dân, bóc lột dân, mồ hôi xương máu của dân, mà lúc nào mở miệng ra cũng nói là thương dân lo cho dân, thì bẩm quan cái con bán á nó còn sạch hơn miệng của những người đó, quan ạ. Rồi để ghê chưa, cô gái ghê chưa. Thế thì kết quả thì quý vị cũng biết rồi, cô gái này bị xử theo luật hình sự bộ luật số 88 về cái tội là dám nói xấu quan có thẩm quyền. Chứ hôm qua đó cô nói mà chửi tao đấy à? Thế mà cô nói đúng, tức là cô bán cái của cổ, cô đâu bán của ai đâu, cô thuận mua vừa bán thôi, cô đâu có gạt cả mày đâu. Thế còn có những kẻ mà cái mồm cái xoan xét là lo cho dân thương dân rồi, nhưng mà lại bóc lột dân, đè đầu cởi cổ dân, hại hiếp dân, thì ăn cướp của dân, thì cái mà con bán đây nó còn sạch hơn mồm miệng của những người đó quan ạ. Kinh quá, kinh quá, đúng là chuyện dân gian. Hoàng cũng có các câu chuyện nhỏ như thế này. Lúc trước chúng tôi hay kể cho quý vị nghe cái chuyện có một thằng bé nó hay tò mò, một gia cái đình ở ngoài Bắc đó, thì thằng này nó hay tìm hiểu. Thì hôm nó hỏi mẹ, sao đầu xóm nhà mình, đầu ngõ nhà mình có cái ông ấy đứng ông nói suốt ngày, ông nói hay lắm mẹ, nói có văn chương, có câu cứu đàng hoàng rất hay, chữ nghĩa rất hay, ông nói suốt ngày không biết mệt. Tại sao thế mẹ? Thì ông ấy ông tâm thần ấy mà. Sao lại tâm thần? Những người tâm thần là nó có dấu hiệu là nó nói như thế, nhưng mà nó không biết nó nói gì cả con ạ. Nó chỉ nói thế thôi, nó không hiểu. Đó là tâm thần đấy. Bệnh mà. Nó nói hay lắm, nhưng mà nó không hiểu. Thì vài ngày sau con bé nó về là mẹ, bố có dấu hiệu tâm thần đấy. Thằng khỉ mày lếu láo mày nói thế. Vì hôm thế con thấy bố đọc diễn văn đấy, bố đọc hay lắm, rất là hùng hồn. Bố đọc có một đoạn là đất nước ta phải xây dựng trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin, và rồi là kinh tế ta phải theo đường hướng kinh tế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa để xây dựng đất nước. Thế con thấy làm lạ, thế con về con hỏi bố, chứ bố, chứ con không hiểu chứ kinh tế thị trường mà theo định hướng xã hội chủ nghĩa là thế nào. Con đang đi học, con không hiểu cái đấy. Bố nói bố không hiểu con ạ. Thư ký nó viết sao thì bố đọc thế, chứ bố không hiểu cái đấy là cái gì. Cái đấy cũng là tâm thần đấy mẹ. Thì đọc thì vanh vách mà không hiểu còn lo lắm mẹ.
nói rất là nhưng mà thế còn nó hỏi bị chứng ông cũng chẳng biết là của cái kinh tế thị trường theo hướng xã hội chủ nghĩa là cái quái gì, thế giới này chả có cái nước nào nó theo cái đó, có cái chuyện như thế này. Có một cái ông này, ông là tổ trưởng tổ dân phố, ông mới tổ chức một buổi họp dân để tuyên truyền về cái việc mà không nên đi biểu tình chống Trung Quốc. Ông nói như thế này: về cái việc biểu tình chống Trung Quốc đấy thì đồng bào ta không nên manh động, làm như thế nó phức tạp thêm tình hình. Và mọi việc thì có Đảng và Nhà nước giải quyết. Và bây giờ cái chủ trương bây giờ là đối thoại chứ không có đối đầu, vì bằng các phương thức ngoại giao. Và đồng bào đi biểu tình như thế đấy, không khéo lọt vào bẫy của cái bọn xấu, nó chuyên môn xúi giục để phá rối trật tự trị an. Và nói gì thì nói chứ Trung Quốc cũng là người hàng láng giềng tốt, trong thời kỳ chiến tranh giúp đỡ chúng ta, chiến thắng đế quốc Mỹ, và trong thời kỳ hòa bình xây dựng đất nước thì cũng có nhiều cái giúp đỡ chúng ta. Cho nên đồng bào cứ để cho Đảng và Nhà nước lo, đồng bào đừng có làm như thế nhá. Cái bọn xấu nó kinh lắm, nó lợi dụng nó làm thế. Ông Đảng nói thao thao bất tuyệt thì con ông nó chạy ra: bố ơi bố, nhà hàng xóm ra nó đánh nhà mình. Tại sao thế? Nó thả chó con nó cắn gà nhà mình đấy. Thì chúng con nói thế thì nó kéo cả nhà sang nó đánh. Úi giời, sao chúng mày ngu thế? Đánh lại nó chứ, sao lại đi gọi tao? Thì bố bảo là nó là hàng xóm tốt. Có gì thì để giải quyết nói chuyện chứ không có nên mà đánh nhau như thế, không tốt thì chúng con đâu có dám. Úi giời, sao chúng mày ngu, chúng mày lợn à? Chúng mày ăn cắp sú à? Hàng xóm như thế là hàng xóm khốn nạn. Đánh bỏ mẹ nó cho tao. Tao về ngay bây giờ. Đồng bào họp tiếp tôi đi về nhé. Tiếp tôi đi về liền bảo ạ. Thì nói như vậy. Nói thì nói nghe bài bản á. Nhưng mà đúng khi mà hàng xóm nó nói mấy hàng xóm thế là hàng xóm khốn nạn. Không tốt gì cả. Thì chúng tôi có một câu chuyện về câu lạc bộ kháng chiến. Anh biết câu lạc bộ kháng chiến là cái câu lạc bộ những người từng tham gia đánh Pháp đánh Mỹ, tập trung là thành phố. Đa số là những là những cán bộ miền Nam đó phải không ạ? Thì Nam có Bắc có chứ. Nhưng mà đa số. Dạ, tại vì kháng chiến mà, kháng chiến thì cả thời kỳ chống Pháp chống Mỹ luôn. Thì cái chuyện này xảy ra nguyên miền Bắc á, có một thằng bé nó hay ra kiểu câu lạc bộ kháng chiến á, để nó hay ngồi nói chuyện với mấy ông già. Thì mấy người lớn tuổi thích nói chuyện mấy đứa trẻ, mà đứa nhỏ nó lại thích nói chuyện với người lớn cho nó vui. Thì nó mới thấy một ông cái tay bị cái thẹo nữa, ông tay ông sao thế ông? Cái này thì thời kỳ ông đi chống Pháp đấy cháu, thì ông đi biểu tình chống siêu cao thuế nặng, ông chống Pháp thì Pháp nó bắt nó đánh ông, nó có cái thẹo dài thế này. Thế thì mới nhìn qua một người khác. Còn chân ông thì sao thế ông? Chân ông sao lại nó có cái thẹo to cái đầu gối xuống thế? Cái này là ông là thời kỳ chống Mỹ, ông đi đánh Mỹ đây, Mỹ nó bắn cái đầu gối ông thế này đây. Ồ thế thì bố cháu thì khác hai ông. Bố cháu chống Trung Quốc, có một cái thẹo dài trên mặt. Thế Trung Quốc nó bắn vào mặt à? Không, công an Hà Nội đánh. Đọc ngay mặt à? Chống Pháp á thì bị cái thẹo nơi tay, chống Mỹ thì bị cái thẹo đầu gối, mà chống Trung Quốc là bị cái thẹo ngay trên mặt, mà lại công an Hà Nội đánh chứ không phải là Trung Quốc có đánh. Vì thế mới là cái chuyện không hiểu nổi. Và khi nói về đấu tham nhũng thì người ta cứ nói vòng vo Tam Quốc. Mà thưa quý vị, ngay cả cái Trung Cộng là một cái nước nó cũng chả có hay ho gì, nhưng mà nó còn dám mang cái tham nhũng, nó còn mang ra nó bắn, đúng không? Nhưng mà Việt Nam thì không có một cái hình thức xử phạt nào mà nặng, chứ đừng có nói là mang ra bắn. Thì cũng có nhiều người tâm sự nó là lúc mà ngoài giờ làm việc đó thì nói, trời ơi, tham nhũng nhiều thế sao không mang bắn một vài thằng đi, thì để ông mà có trách nhiệm đó. Mày nói thế tao bắn tao trước à? Bắn nó, tao phải bắn tao trước à? Cái chuyện này xin được phép nguyên thôi là chúng tôi cũng xin kể lại thôi. Nghe cái chuyện này lâu lắm rồi, từ một đài phát thanh ở địa phương này, đài phát thanh bạn chúng tôi nghe có người gọi vô. Thì ông này ông là người miền Bắc chính cống 100%. Thì ông mới kể cái chuyện là có một ông thanh tra cũng đi xuống thanh tra một lớp học. Thì cô giáo mới nói là có hai cái thời kỳ mà máy bay Mỹ ném bom ở miền Bắc đó, có hai máy bay Mỹ và mỗi máy bay như vậy thì có hai tên giặc lái bay vào vùng trời của nước ta, và bộ đội của cao xạ của chúng ta bắn rơi hai máy bay, thế thì chúng ta diệt được bao nhiêu tên giặc lái? Đưa lên bao nhiêu tên? Học trò này không có tên nào cả các bạn. Em nói làm sao thế? Một chiếc máy bay là hai tên giặc lái, hai chiếc bắn rơi thì không hạ được tên nào à? Mỹ nó có dù cơ ạ. Bắn rơi thì nó nhảy xuống, nó không giết tên nào đâu.
rồi sao? Thì đúng, cô giáo cũng không, cũng không biết mà thanh tra cũng không trả lời. Thì cô giáo cứ đinh ninh nhất là hai lần bốn thì nó quá rõ. Thằng nó nói không, Mỹ nó có dù, giặc lái Mỹ có dù, bắn máy bay thế thì nó nhảy xuống, không có chết thằng nào cả. Rất là vô tư bảo ạ. Rất là vô tư. Thì người ta nói ở ngoài Bắc nó có một cái quán là nó chuyên môn bán các món lòng, nó là lòng lợn rồi lòng bò, lòng gà, lòng vịt, vân vân. Thì đặc sản mà. Thì khi mà người ta làm thịt gà, làm gà, làm vịt hay làm những con heo hay là con bò đó, thì cái việc trước tiên đó người ta phải lấy cái lòng đó trước để mà để đặc sản, được cái thịt thì mới xử lý sau. Tức là phải xử lý lòng trước khi xử lý thịt. Chúng tôi cũng theo thường thường cái chữ nghĩa. Thì có một cái tay này nó giỏi lắm. Có nghĩa là nó rất nổi tiếng, tất cả những cái quán ăn nào mà muốn làm những cái món mà lòng đặc sản như vậy đó thì phải rước cái tay này. Bởi vì nó nhanh lắm. Khi mà khách mới vô đó, thấy con gà con vịt đó mà nó là một nhoáng là nó có một bộ đồ lòng mang lên. Thì trong lúc mà rảnh rỗi ngồi nghỉ ngơi thì mấy tay đầu bếp rồi các quán khác rồi những người chủ quán rồi mới thán phục. Nó không biết chú mày sao giỏi thế, có cái bí quyết gì hay chú quá, chú mày làm sao mà mới thấy con gà con vịt con ngan con ngỗng đấy thì thoáng một cái là có một đĩa lòng ngày. Nhưng mình hay quá, giỏi quá này. Thì báo cáo các anh, này là thói quen nghề nghiệp thôi. Thế ngày trước chúng bây giờ làm gì? Em làm ở công ty xây dựng. Xây dựng thì có việc gì đến cái việc mà làm lòng. Anh nói sao thế? Xây dựng là em chuyên rút ruột. Em là chuyên các sếp là giao em cái việc là rút ruột. Cho nên bây giờ nó theo cái thói quen nghề nghiệp. Bây giờ em rút ruột nhanh lắm. Cái đó là kinh nghiệm nhiều năm trong nghề đó bảo gà. Thì công trình hàng tỷ em rút ruột được thì con gà, con ngan, con ngỗng thì nó bé tí tẹo. Cho nên là người ta mới kể một cái chuyện là có một ông kia, ổng là bên ngành tư pháp cũng có kinh nghiệm nhiều lắm nhưng mà ổng về hưu rồi. Thì những người dân mà bị oan khuất đó cũng hay hỏi ổng để làm cố vấn về điều luật pháp. Thì có một lần có người ta ổng hỏi chứ sao chồng của chị bị kêu án mấy năm tù. Nó dạ chồng của cháu bị kêu án là 4 năm tù. Tội gì? Nó giờ không có tội gì cả. Vô lý. Theo tôi biết luật pháp của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, của nhà nước, của đảng ta đó, không có tội gì là chỉ có 2 năm thôi. Không có tội gì mà cái 4 năm tù lương vô lý. Tôi là trong ngành tư pháp tôi biết không có tội gì là 2 năm tù. Cho nên cái này cái tội nói thật. Nhưng mà nói cái chuyện mà Việt Nam có tự do tôn giáo rồi đất nước Việt Nam là độc lập, tự do, hạnh phúc rồi tất cả các thứ. Như hôm trước người ta bảo là Việt Nam hạnh phúc đứng thứ nhì đó. Thì có người mà hỏi chúng tôi là tại sao khi hay kể những câu chuyện hay nói tới những chuyện ở ngoài miền Bắc mà không nói chuyện miền Nam. Thì quý vị biết rồi, miền Bắc là cái nôi, là cái nôi cách mạng, mà miền Bắc cũng là cái nôi gây ra thảm họa cho cả đất nước. Chúng tôi cũng buồn cười là có những khi mà xem internet anh, có những cái tay mà binh vực cho chế độ cộng sản thì không bao giờ có lý luận cả, chửi thôi. Và bảo như thế này chứ, miền Bắc chúng tao đã có công cứu miền Nam chúng mày. Giờ thì quý vị, nó xấu hổ là cái chỗ đó, miền Bắc đã có công cứu miền Nam, thế mà cứ miền Bắc cứ đổ vào miền Nam sống, rồi là còn tìm đường qua tới Mỹ nữa, đi theo qua tới Mỹ nữa. Chúng tôi chạy biết cứu cái chỗ nào. Thế thì bây giờ chúng tôi kể cái chuyện quý vị nghe về một người đã từng là ở trong mặt trận giải phóng miền Nam. Bây giờ là thành ông rồi, có tên, lớn rồi đó phải không? Cháu nội cháu ngoại rồi. Thì có thằng cháu nội, thằng bé đó cũng nói, ông tại sao mình là phải giải phóng miền Nam không? Tại sao lại có vậy? Cái chuyện giải phóng miền Nam, nó cháu không có biết chứ cái thời đó đó nhân dân mình nó dưới chế độ Mỹ ngụy rất cơ cực lắm, bị kìm kẹp ghê lắm. Chế độ thì là tham nhũng hối lộ nè, xã hội thì là xì ke ma túy đĩ điếm nè, dân không có tự do nè, mở miệng biểu tình á phản đối chính quyền là bị bắt bớ tù đầy kìm kẹp nè. Cho nên cái xã hội như vậy đó mình phải giải phóng chứ con. Cái thằng nhỏ nó nghĩ vậy thì hồi nào nước mình được giải phóng nữa hay không? Tức là bây giờ cái tình trạng như là bị áp bức này vẫn có này. Bây giờ đi điếm gì đại đường này, xì ke ma túy thì ngang ngang cũng mà dân thì khổ sở này, tham nhũng hối lộ này, mà hết mà biểu tình mà có bị bắt tiền này thì đó khổ quá. Thì cho nên phải giải phóng mình nữa thôi. Thì ông thì thằng bé nó nghĩ ra đúng. Bởi vì ông nói là bởi vì tham nhũng hối lộ này, rồi là xì ke ma túy đĩ điếm này, dân cực khổ này, thì phải giải phóng. Cho nên mọi người, ủa vậy thì hồi nào nước mình giải phóng nữa không?
sau không biết được trả lời. Mời anh. Vì những cái chuyện mà ở xã Quảng Vinh đó, thì chúng tôi có nhận được một cái chuyện như thế này, xin kể hầu quý vị. Là cái chuyện này gọi là ngụ ngôn mới, ngụ ngôn của thế kỷ 21. Thì người Việt Nam mình tin là tất cả con người hay là động vật khi mà chết á, thì xuống âm phủ, phải không? Rồi mới tính chuyện đi đầu thai. Diêm Vương cho đi đâu thì được đi đó. Sao kiếp sau đó không ạ? Thì có một con giòi, con bọ là những cái con mà thuộc cái con vật mà thấp hèn nhất trong tất cả các loài động vật. Thì khi mà nó chết xuống âm phủ đó thì Diêm Vương mới nói thôi, bao nhiêu năm nay ngươi là cái thân giòi bọ tội nghiệp, thôi ta sẽ cho ngươi đầu thai làm người. Thì con giòi nó nói còn đội ơn Diêm Vương, nhưng mà Diêm Vương cho con làm sao á, con làm người mà phải đúng cái bản tánh của con đó thì con mới chịu. Nó làm sao mày muốn cái gì? Nó làm người nhưng mà con là giòi bọ mà, thì phải cho con làm sao mà phải đục khoét rút rỉa thì con mới chịu. Thằng này khó khăn, tôi cho đi làm người mà con đòi hỏi nó nhiều quá. Rồi mới quay qua hỏi mấy quan cố vấn, thì bây giờ thằng này nó đòi như vậy thì sao? Bây giờ các quan có thể giúp cho nó được không? Dạ thưa Diêm Vương, dễ lắm. Làm sao? Con có biện pháp rồi. Dạ, con cho nó lên làm cán bộ xã Quảng Vinh ạ. Tức là ở dưới Diêm Vương người ta cũng nắm bắt tình hình rất là nhạy bén. Và đặt để người là đúng nơi đúng chỗ, phải không? Con sẽ cho nó lên làm cán bộ xã Quảng Vinh. Dạ, ngài đừng lo. Nếu quý vị nói như vậy chúng ta cười, nhưng mà cười trong cái đau xót. Chúng tôi cũng xin lỗi những vị làm cán bộ xã Quảng Vinh. Không phải một mình, không chỉ có quý vị không đâu, nhưng mà nó rất nhiều cán bộ của các xã, các huyện, các tỉnh cũng giống như quý vị. Nhưng mà chỉ là quý vị là những người bị nêu ra thôi. Mà chúng ta có thể tưởng tượng đất nước Việt Nam bây giờ là hơn 80 triệu người. Số lượng đảng viên chưa tới 10%. Nhưng mà cái đất nước Việt Nam mình á, đảng viên chưa tới 10%. Mà quý vị thấy cái đất nước Việt Nam mình nó đủ thứ chuyện. Tham nhũng, hối lộ, rồi Vinasin, Vinalai, tất cả các chuyện. Thì quý vị thấy cái sức mà đục khoét rút rỉa nó khủng khiếp chừng nào. Nên là số lượng đảng viên chỉ có mấy triệu thôi. Thì chúng tôi cũng xin lỗi là quý vị ở Quảng Vinh, bởi vì quý vị là bị đưa ra làm vật tế thân. Thì chúng tôi phải nói như vậy. Có liên quan tới cái chuyện mà cưỡng chế ở Văn Giang đó. Thì người dân bây giờ người ta cũng quen với cái, người ta đã quá quen với cái chuyện mà chính quyền muốn lấy đất qua thì lấy. Cho nên mới có cái chuyện là cũng ở cái vùng gần đó có hai ông mới cãi nhau. Thì thường thường đất vườn á mà, thì hay lấn qua lấn lại. Việt Nam mình có câu là hậu hôn điền thổ là vạn cổ chi thù đó, tức là những cái chuyện hậu hôn với điền thổ là hay là thù, không biết bao giờ mày dứt cả, nhất hậu hôn như điền thổ. Thì ông này mới nói là mày nha, mày lấn đất của ông nhá, ông sẽ kiện mày ra tòa nhá, cho mày rũ tù nhá. Tay kia cười khẩy, ôi trời ơi, cứ kiện đi, thoải mái đi. Bây giờ cái việc mà lấn đất và chiếm đất nó thuộc về chủ trương đường lối rồi. Không thấy Tiên Lãng à, không thấy Văn Giang à, mày cứ đi kiện đi, thoải mái, không ai xử cho đâu. Sống bao nhiêu năm dưới chế độ mà dốt quá, không hiểu về thời sự gì cả. Tao cứ lấn, tao cứ lấy, thuộc về chủ trương đường lối thôi. Không có rũ tù đâu mà lo. Thì Hoàng Tú xin phép ở phần 2 thì chúng tôi có nhận được một bài văn của một nữ học sinh trung học phổ thông với đề tài là phản ánh chuyện thánh gióng và được phát tán trên mạng, được xem như bài văn lạ, mới, gây xôn xao cộng đồng. Nguyên văn bài viết như sau, xin đăng nguyên văn kể cả một số từ tạm gọi là lỗi từ vựng của thế hệ 9X. Thì mới nhận bài báo này chúng tôi cứ tưởng đó là bài người ta đưa lên internet mà không biết nguồn gốc thì chúng tôi không dám sử dụng. Nhưng mà xem lại thì viết theo báo, cái này là theo báo Thể thao và Văn hóa, chứ không phải là không có nguồn gốc. Thì em bé, cô học trò này có viết như thế này: truyền thuyết kể lại thật ấn tượng khi thánh gióng 3 tuổi chưa biết nói cười, nhưng khi giặc ân đến thì thoát cái vươn vai để trở thành người lớn trong phút chốc. Ngay sau đó thì đã dùng gậy sắt cưỡi ngựa sắt quýnh tan giặc. Wow, thậm chí ông còn dùng cái bụi tre làm vũ khí. Xong xuôi thì thay vì ở lại để nhận huân chương anh hùng, ông là vội vã bay ngay lên trời để lại một loạt fan và người hâm mộ ngơ ngơ ngác ngác. Chắc là ông tuy thành người lớn nhưng tuổi vẫn còn trẻ con cho nên dễ ngượng trước đám đông, hoặc có thể ông mấy khiêm tốn mà không mắc bệnh thành tích như người lớn bây giờ. Em hâm mộ ông, à anh ấy lắm, mà sao trẻ như thế họ lại có bất cứ gọi là ông ha. Nếu anh ấy mà không bay thì chắc chắn là ối người hâm mộ sẽ chết mê chết mệt. Ôi thánh gióng thật là manly, thật là cool. Thần tượng của em. Nhưng em không chỉ hâm mộ mà còn thương anh ấy lắm.
với 3 tuổi ranh chưa biết gì mà đã buộc phải làm thì người lớn phải làm chuyện người lớn trong khi chưa kịp hưởng tuổi thơ, tuổi thần tiên, tuổi mộng mơ, tuổi ôi mai như tụi em, thật là buồn, thật là ghét chiến tranh đã cướp mất tuổi thơ của anh ấy. Thưa quý vị, bài khá dài, chúng tôi chỉ trích một vài đoạn thôi, thì cô bé này viết như thế này. Tuổi thơ, cô chán tuổi thơ lắm, bởi vì tuổi thơ thứ nhất á, lúc nào cũng phải đi học, điểm kém thì bị chửi mắng, thậm chí bị dính chưởng của phụ huynh. Muốn học giỏi thì lại phải quay cóp khi đi thi. Em thì lại vụng cho nên quay toàn là bị lộ. Lớp em tụi nó quay siêu lắm. Có đứa còn được nhà trang bị điện thoại xin để mà nhắn đầu bài. Đứa thì móc với giám thị quăng phao. Em không biết dùng phao, chết đuối là phải rồi. Còn em nói về em nói là tuổi thơ bắt đi sở thú thì có mấy con thú. Mình cứ xem đi xem lại có mấy con. Mà có một con voi nó ngã đùng rồi nó chết. Thì người ta nói là nó bị bệnh, nhưng mà thật em biết là nó đói. Bởi vì em nói là bây giờ người cũng phải đói, cũng đói nữa, huống gì là con voi. Em chỉ muốn nhanh làm người lớn thôi. Cái lý do đó, em muốn làm người lớn, em nói như thế này. Tuổi thơ thật là chán, bởi vì không có cái gì để xem cả. Ca nhạc thì nhảm, lại chẳng có bài vui cho lứa tuổi tụi em. Cứ suốt ngày yêu nhau, bỏ nhau, nhảm và cố. Mà trong mấy cuộc thi talent trên TV thì tụi trẻ con cũng toàn bắt chước người lớn thì mới được giải cao đấy thôi. Ai mà coi trọng con nít, phim Việt thì vừa chán vừa toàn chuyện người lớn. Mấy cái phim Mỹ hành động thì hay, vậy mà cái hay nhất chuẩn bị chiếu thì lại bị cấm vì nghe nói là quá bạo lực. Đó. Rồi tuổi thơ lúc nào cũng bắt đọc sách. Rồi em cái đoạn này mới là nghe mới là buồn cười, mà vừa cười vừa đau xót. Nếu em thích xem một cái truyện manga vẽ tranh đẹp lắm, như mẹ bảo là không có xem được bởi vì trong đó là nói chuyện người lớn. Nếu mà thế gọi là làm chuyện người lớn thì em cũng thích làm người lớn lắm, thích thế mà rất khó. Mấy đứa con trai cùng lớp thỉnh thoảng cứ hay rủ đi chơi xa vào nhà nghỉ để làm chuyện người lớn. Thích đấy nhưng mà quá nguy hiểm. Nhỏ anh lờ lớp kế bên đi chơi riết rồi tự nhiên nó có em bé kỳ lắm. Nhưng mà ở nhà cũng ghê lắm. Mấy cha hàng xóm mắc dịch và biến thái cứ hay gạ làm chuyện người lớn rồi cho tiền cho kẹo. Sao mà làm trẻ con khổ như thế? Em chỉ muốn nhanh làm người lớn thôi. Rồi em còn nói chứ, làm người lớn thì dễ chứ đâu khó gì đâu. Em nghe nói con nhỏ kia nó chưa đến 18 đã khai mang để có bạn trai sớm. Mà vừa mấy bữa trước á, là em thấy nó còn ốm nhôm trên TV. Nghe gì năm đó là nó giải phẫu. Thẩm mỹ vòng 1 siêu khủng, nâng mũi dọc dừa, mất mấy ngàn đô lận. Thế rồi thành hot girl, được người ta rủ đi chơi mà trả tới 20.000 đô lận. Cho nên chắc chắn em sẽ phấn đấu thành hot girl trước, rồi sau đó sẽ đăng ký vào mấy cuộc thi Miss Teen để mà kiếm vận may. Làm người lớn vừa có giá, vừa tự do, chẳng ai quản lý. Mẹ cấm đoán em chắc chỉ vì thiếu tiền thôi, chứ em mà kiếm được đại gia đó thì sẽ bao cả nhà ăn chơi nhòe luôn. Vì chịu nổi học trò lớp cấp 2 đó nha. Đấy, sao cứ phải thời chiến mới trở thành người lớn lại được? Mà nói rồi mới nhớ, mới tiếc thần tượng của em. Giá mà anh Thánh Gióng không bay về trời thì ở lại thành đại gia là cái chắc rồi. Đẹp trai, tiền thưởng nhiều như thế thì thiếu gì hot girl xin chết. Vậy xét cho cùng thì ai cần tuổi thơ nhỉ? Em chỉ muốn làm người lớn, làm một việc gì đó có ý nghĩa. Em muốn học tập Thánh Gióng nhanh để trở thành người lớn. Em chỉ muốn có nhiều tiền, nhưng mà làm thế nào nhỉ? Hay à. Nhận xét của giáo viên. Bài không những lạc đề mà tư tưởng có vấn đề. Đề nghị gia đình chú ý giáo dục, không điểm. Thưa quý vị, đề nghị gia đình, chúng tôi nghĩ cái này phải xem lại cả cái xã hội chứ không phải. Em viết một cái bài như thế này thì dĩ nhiên là không ai chấp nhận một cái bài văn mà viết lung tung lang tang như vậy. Nhưng mà nó phản ánh cái sự thật là như thế nào. Em người lớn cũng ham bệnh thành tích. Và trong này em đã nêu lên những cái tệ nạn của xã hội. Thì thưa quý vị, mới học trò lớp 2 thôi. Cấp 2 chứ. Cấp 2, xin lỗi, cấp 2 mà đã thấy được sự việc như vậy rồi, chúng tôi thấy được cái xã hội Việt Nam nó không hiểu được. Và như vậy chúng ta cũng phải để ý một chuyện là những cái mình đừng coi thường các em, không ạ? Đừng mình nghĩ rằng các em không biết gì, hay là các em còn thơ ngây không biết gì, các em biết hết. Nhưng mà điều khi mà các em nói ra thì chúng ta phải thấy được kinh hoàng bao nhiêu.